Xin chào mọi người, hôm nay Happy Mu sẽ giới thiệu các loại bánh xe cho xe đẩy siêu thị. Đối với siêu thị có dùng thang cuốn, xe đẩy sẽ dùng bánh xe có thiết kế đặc biệt có thể khóa trên thang cuốn. Đây là bánh xe một rãnh dùng trên thang cuốn. Phía dưới bánh xe có cục khóa bằng cao su có thể khóa trên thang cuốn. Bánh xe cho xe đẩy siêu thị thường có hai loại đường kính, đó là 125mm và bánh 100mm. Ngoài bánh xe một rãnh thì còn có bánh hai rãnh. Bánh này dùng hai cục cao su hai bên để khóa trên thang cuốn. Còn đây là bánh ba rãnh, cũng có thể khóa trên thang cuốn. Còn đối với siêu thị không có thang cuốn thì chúng ta có thể dùng bánh thường. Đây là bánh cao su xám 125mm. Còn đây là loại 100mm cao su xám dùng cho xe đẩy siêu thị.